Giải pháp nào để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố là yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nêu ra tại hội nghị sơ kết quý 1 và triển khai trọng tâm công tác quý 2 của văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố được tổ chức vào chiều nay. Đánh giá công tác trong quý 1 năm 2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, văn phòng có 81 nhiệm vụ rà soát, tham mưu văn bản đôn đốc, nhắc việc các sở ban ngành, trong đó có 53 trên 81 nhiệm vụ hoàn thành, đạt 65%, 28 trên 81 nhiệm vụ chuyển tiếp sang quý 2. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn trong quý đã tăng từ 71% lên 75%, nhưng cần phải tập trung hơn nữa, nhất là đối với một số lĩnh vực còn tồn đọng nhiều như đất đai. Hơn 13.000 hồ sơ trễ hạn và tỷ lệ hồ sơ trễ hạn tập trung nhiều nhất vẫn là trong lĩnh vực đất đai. Đối với cái công tác tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị trong quý 1 thì thông qua cái hệ thống tiếp nhận phản ánh kiến nghị trên cổng dịch vụ công quốc gia thì thành phố đã tiếp nhận 1.200 phản ánh kiến nghị, trong đó có những phản ánh kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, có những phản ánh kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ ngành. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Văn Mãi yêu cầu các phòng chuyên môn hoàn thiện quy chế, rà soát phân công, tổ chức công việc khoa học hiệu quả, đồng thời phải giám sát tổ chức thực hiện, giám sát tiến độ chặt chẽ, phân công tương đối rõ ràng, không chồng chéo. Anh em chuyên viên phải tập trung nghiên cứu cho thật kỹ, thật sâu, tham mưu xử lý cho nó theo hướng là chúng ta phải dứt điểm. Đó, tôi nói cái việc này để thấy là gì? Trong thời gian vừa qua có một số cái việc mà chúng ta thấy chúng ta cũng chưa đủ thông tin, chưa yên tâm, cái chúng ta tham mưu lại là đề nghị giao cho sở A, sở B rà lại, chạy đi rất là dài và có khi cái việc đó nó mấy tháng. Đó thì chỗ này tôi đề nghị là chúng ta từ văn phòng chúng ta thôi. Đó, nếu như các anh chị thấy mà nó chưa được thì các anh chị gọi cho sở đó yêu cầu cung cấp thông tin đó, như thế nào đó làm rõ và chúng ta đề xuất, chứ không thành một cái quy trình văn bản nữa. Cái việc gì của mình thì mình quy định với nhau để thực hiện. Cái việc gì của các sở ngành khác, các anh chị tham mưu cho ủy ban quy định để các sở ngành khác thực hiện. Chủ tịch Phan Văn Mãi cũng đề nghị tổ công tác thúc đẩy thực thi nhiệm vụ tại văn phòng cần báo cáo định kỳ hàng tuần số lượng hồ sơ trễ hạn của từng phòng ban đơn vị trực thuộc để sớm có hướng xử lý cụ thể. Chủ tịch Phan Văn Mãi nhấn mạnh, việc giải quyết tốt các hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính là cơ sở để cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Dịp này, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trao tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt trong thời gian qua.